Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua như các bạn đã biết, ông Vũ Tiến Nam, chú của sinh viên Hùng, đã cùng chị của mình là bà Dung đi thăm nhà và đã đồng ý một cái căn nhà ở gần cái chỗ gọi là Súp Bùi, ở một cái khu vực gọi là cái ga tàu điện ngầm rất gần ở đó. Và đây là một khu vực rất thuận tiện, trong đó có hai trường đại học ở giáp đó. Đây là một cái nơi mà có thể là lý tưởng để cho những cái người định cư khi mà mới bắt đầu tới đất nước Canada, khi mà họ chưa hòa nhập được vào đất nước của họ và chưa có những cái chẳng hạn như là tiền để có thể là thuận tiện trong việc mua xe ô tô, thì họ có thể là xe buýt là một, và cái phương tiện mà đi về tàu hỏa rất là ok. Tàu hỏa có thể nó chạy liên tỉnh và nó chạy rất là nhanh các bạn, tức là chạy dưới 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 lòng đất ấy. Thì khi mà đi làm kể cả xa 100 km thì người ta vẫn ok, có nghĩa đi tàu này rất là nhanh. Thì ở đây là bà Dung và ông Vũ Tiên Nam đã rất ok. Thì các bạn biết trong ngày hôm qua chính bác sĩ Trần là nhân tố chính đã trong câu chuyện đó đã có nói với ông Vũ Tiên Nam, nếu mà trong cái tương lai mà ông Vũ Tiên Nam muốn đưa cả gia đình sang đây thì bác ấy cũng có thể giúp được. Và ngày hôm nay Thuyết lại thêm một cái thông tin, bác sĩ Trần lại muốn đưa cả chú của Phạm Hoa sang bên này nữa. Có nghĩa là sao? Cái tính cách giúp người của bác sĩ Trần vẫn tồn tại trong con người của bác. Không biết rằng là đằng sau cái chuyện giúp người thì có cái mục đích gì khác nữa hay không? Câu chuyện mà của ông chú Vũ Tiến, ông chú của Phạm Hoa, các bạn biết là ông ấy tên là Bích, trùng tên với Ngọc Bích đúng không ạ? Nhưng mà không phải đâu nha các bạn, ông ấy tên là Bích. Thuyết chỉ biết như vậy. Mà đợt trước các bạn biết là Phạm Hoa rất ghét ông này khi mà ông ấy sang sang bên Canada, và để đưa cái tro cốt của chồng của Phạm Hoa trở về nước, tức là cháu ruột của ông ấy, thì ông ấy đã có những cái điều khiến cho Phạm Hoa rất là thất vọng. Đặc biệt lúc đấy là lúc đó là ông ấy phản đối bác sĩ Trần, nói bác sĩ Trần đứng đằng sau cái âm mưu có thể giết hại cháu của mình. Và các bạn biết đó, cái đợt đó là bác sĩ Trần đã khốn đốn với cái ông chú của Quân đúng không ạ? Lúc đó là ông kết hợp với ông bác sĩ gia đình David trên. Khi đó thì ai cũng phản đối cái ông chú của Phạm Hoa và cả ông David trên nữa. Bởi vì lúc đó thì bác sĩ Trần làm nhiều việc tốt quá, ai cũng ủng hộ bác sĩ Trần. Tuy nhiên thì đến vào thời điểm này thì các bạn biết là bác sĩ Trần đã mất hết lòng tin với mọi người rồi. Và trong câu chuyện mà ông chú của Phạm Hoa vào hôm trước muốn liên lạc, muốn nhờ bà Hoàng Thị Yến đưa sang bên này, thì bà Hoàng Thị Yến đã không đồng ý giúp cho ông chú của Phạm Hoa sang bên Canada làm việc. Mà bà Hoàng Thị Yến chỉ giúp đỡ một số tiền bạc trong liên quan đến vấn đề nhà ông ấy gặp gặp vấn đề về bão lũ mà thôi. Thì không biết bằng một cách nào đó thì ông chú của Phạm Hoa đã liên lạc với cả bác sĩ Trần, thậm chí là liên lạc với cả Tuấn nữa các bạn, là để muốn làm sao nhờ tất cả mọi người ở đây, ví dụ nhờ bác sĩ Trần hoặc là nhờ Tuấn, ai cũng được, làm sao đưa ông ấy sang bên Canada để ông ấy làm ăn. Thứ nhất là ở đây là để làm sao mà trông coi cháu của mình, các cháu của mình, và cái thứ hai là để giúp ông ấy làm ăn. Có nghĩa là trong cái ván bài của ông chú của Phạm Hoa là ông ấy đã bài ngửa đúng không ạ? Rõ ràng sang đây thì chả có mục đích gì ngoài cái chuyện kiếm tiền cả. Mà trong khi đó các bạn biết đó, nếu đi theo cái cách mà du lịch hiện năm nay là đi rất khó khăn. Vào một hai năm trước thì theo Thuyết biết là nó mất độ khoảng 600 700 triệu mới đi sang đây được. Tuy nhiên bây giờ có thể giá cả rẻ hơn, nhưng trong vấn đề này nó lại rất khó khăn trong vấn đề chứng minh tài chính. Bởi vì cái luật ở Canada nó đã thay đổi khá nhiều, khiến cho những người mà đi sang đây theo các đường nối đều bị bế tắc. Đấy, tức là xin được cái visa của để đi sang Canada bây giờ cực kỳ khó luôn, chỉ trừ những người già các bạn ạ. Ví dụ những người già cái tầm 60 mấy 70 tuổi á, thì họ sẽ cho rằng bạn có thể đi sang du lịch thật, chứ còn đi làm ăn gì cái tuổi đó thì họ có thể cấp cho các bạn visa dễ dàng một khi bạn chứng minh được tài chính. Tuy nhiên những người còn sức lao động thì họ sẽ xét rất kỹ, và rất nhiều những trường hợp bị loại bỏ. Chính ngày hôm nay Thuyết cũng có một cái người cháu quen biết ở trên mạng thôi và đã sang đây được gần 1 năm.
thì cũng đã làm visa du lịch cho vợ và hai đứa con sang, nhưng đã bị coi như là chính phủ Canada từ chối các bạn ạ. Đây là một cái thông tin coi như là rất buồn cho tới những người mà muốn sang bên Canada. Thì trong câu chuyện này thì chú của Quân đã gọi điện cho Tuấn, và Tuấn cũng rất là khó nói, bởi vì các bạn biết như thế nào không? Chính chú của Quân đã nói chuyện với Tuấn, nói với Tuấn rằng là tôi và gia đình tôi hoàn toàn đồng ý để cho Phạm Hoa lấy anh. Tức là làm sao chấp nhận cho cái cuộc tình của Tuấn đến với Phạm Hoa, bởi vì họ đã nghe cái thông tin Tuấn đứng ra nhận hai đứa con của Phạm Hoa làm con nuôi rồi, và bây giờ Tuấn cũng thích lấy Phạm Hoa nữa. Trong khi đó thì Phạm Hoa chưa đưa ra một cái câu trả lời dứt khoát, bởi vì Phạm Hoa nghĩ rằng cái thời gian chồng mình vừa mới qua đời chưa được bao lâu, theo thuyết biết thì tầm bây giờ chắc là tầm 4 5 tháng gì đó, đúng ạ. Thì ở đây là bên phía nhà gia đình nhà nhà chồng Phạm Hoa cũ ấy, là coi như rất là ok và đồng ý, và ông ấy muốn Tuấn giúp sang bên này, để chẳng hạn như ông Trần gây khó dễ thì ông ấy sẽ coi như là, bởi vì ở nhà cùng Phạm Hoa thì sẽ ngăn cản. Cái thứ hai là thuyết phục Phạm Hoa có thể là không cần quá đợi chờ quá lâu cái thời gian, mà có thể là làm hôn nhân ngay với Tuấn. Thì ở đây gia đình hoàn toàn đồng ý và rất cảm ơn Tuấn với lý do rằng là đã yêu thương cháu của người ta, bởi vì đó là hai đứa cháu nội của người ta, đúng ạ. Trong khi đó thì ở đây có một cái câu chuyện là ông chú của Phạm Hoa tự như người ta gọi là bắt cá hai tay đó, tức là vừa gọi cho Tuấn nhưng lại vừa gọi cho bác sĩ Trần. Nói chuyện với Tuấn thì là bảo sang đây để bảo vệ, để chẳng hạn như là để tránh làm cho ông bác sĩ Trần có thể là gây phiền phức với Phạm Hoa, nhưng lại gọi cho bác sĩ Trần xin lỗi bác sĩ Trần trong những câu chuyện cũ và nhờ bác sĩ Trần làm sao đưa mình sang bên đó. Đấy. Thì ở đây các bạn thấy không? Thì bác sĩ Trần cũng đã nhận lời. Lý do tại sao vậy? Thì ở đây bác sĩ Trần đã nói một câu rằng là anh không cần phải nói lời xin lỗi gì với tôi. Quan điểm của tôi trong cuộc sống này luôn luôn là lấy ân trả oán chứ không bao giờ lấy oán trả ân. Có nghĩa là sao? Trong câu chuyện giữa ông chú của Phạm Hoa với người bác sĩ Trần trước đây nó không tốt đẹp mấy. Đấy. Trong khi đó bác sĩ Trần không lấy cái đó làm thù oán, thậm chí là bác sĩ Trần giúp ngược lại, mặc dù là tức là người ta gọi là lấy ơn trả oán. Cái câu chuyện này là bác sĩ Trần đã nói với chú của Phạm Hoa rằng cái thời điểm tôi sang bên Thái Lan cũng có hai người đã đánh tôi gọi như gãy cả chân, nhưng mà thay vì tống họ vào tù thì tôi lại giúp đỡ họ và họ đã mang ơn tôi. Thì trong câu chuyện của anh nó là nhỏ hơn rất nhiều, có nghĩa là chúng ta bất đồng quan điểm với nhau. Trong câu chuyện là Quân đã coi như ra đi ạ, thì cháu Quân là chẳng may bị chết thì cái chuyện đó một mất mười ngờ, mọi người có quyền nghi ngờ tôi, nghi ngờ mọi người thế nọ thế kia. Tất nhiên là không nên đưa ra những cái lời phán quyết bởi vì không có cái bằng chứng gì cả, nhưng chuyện đó nó qua đi rồi và tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng tôi không có nghĩ cái đó để trong đầu nhiều, bởi vì trong hoàn cảnh của anh khó khăn thì tôi có thể giúp đỡ. Như các bạn đã biết, vào buổi sáng ngày hôm nay khi mà ông Vũ tiến Nam ở nhà Ngân thì Ngọc Bích đã đến đây, và Ngọc Bích thì theo như cái cách thuyết hiểu là đến muốn lấy lòng của Ngân, nói rằng là trong câu chuyện tình giữa Ngân và bác sĩ Trần là rất là ok, rất là đẹp đẽ, và ở đây chính Đoàn Dư là người đang can thiệp phá vỡ hạnh phúc của Ngân với bác sĩ Trần. Trong câu chuyện này Đoàn Dư đã tiết lộ một bí mật nho nhỏ, có nghĩa là Đoàn Dư nói rằng tất cả những cái gì xảy ra trong cái căn nhà của Ngọc Bích sống, quan hệ với bác sĩ Trần ra sao, hoặc có ai trong cái căn nhà đó thì Đoàn Dư đều biết hết. Đây là một bí mật có thể gọi là động trời. Bởi vì hiện nay chưa ai biết được cái điều gì đó cả. Tuy nhiên nó như thế nào thì vẫn đến bây giờ vẫn không ai biết. Đoàn Dư chỉ úp mở nói ra cái chuyện rằng là làm cái gì thì tự mình biết. Đấy. Và bây giờ chưa phải là thời điểm để Đoàn Dư tiết lộ những cái câu chuyện đó. Cho nên là Ngọc Bích lúc đó khi mà nói như vậy thì bác sĩ Trần cũng sững sờ. Bởi vì ở đây như các bạn biết là hôm trước nữa, cách đây vài hôm là cảnh sát đã khám nhà Ngọc Bích. Các bạn có nhớ không ạ? Và cảnh sát đã coi như là xem được tất cả, thâu lại tất cả những cái hình ảnh camera ở trong nhà Ngọc Bích xảy ra. Rõ ràng Ngọc Bích tức là trở tay không kịp. Rõ ràng là tự nhiên cảnh sát ập đến nhà. Không bao giờ nghĩ rằng cảnh sát lại đến nhà của Ngọc Bích để khám xét. Tuy nhiên, theo như thuyết nghĩ, nếu mà Ngọc Bích đã nghĩ tới đoạn đó thì chắc chắn đã tháo tất cả các camera, hoặc camera này của ai lắp đặt thì thuyết không biết được.
Đấy, Tuyết chỉ biết rằng là những bí mật ở đó thì hiện tại cảnh sát cũng biết. Và tại sao Đoàn Dư biết được cái chuyện này thì đây cũng là một cái câu hỏi còn bò ngò, chưa có câu trả lời. Thì như các bạn biết, trong câu chuyện vào buổi sáng ngày hôm nay, khi mà Đoàn Dư và Ngọc Bích có những sự xung khắc với nhau, thì ông Vũ Tiến Nam trước đó đã có những câu nói với Ngọc Bích rằng là phán nói với Ngọc Bích rằng là bởi vì ông Vũ Tiến Nam muốn bảo vệ cháu ruột của mình, tức là bảo vệ Vũ Tiến Hùng, đúng không ạ? Trong cái câu chuyện Ngọc Bích nói rằng Hùng đưa Tám Trang đi lên thác nước Rưa Đa, thuê khách sạn ăn ngủ với nhau. Tất cả những chuyện hứa hẹn với Ngân chỉ là những cái chuyện coi như là rời hơi đất hỡi thôi. Mục đích của hai người này là vẫn cứ yêu nhau và sẽ lấy nhau, xỏ mũi Ngân và muốn lấy tiền của Ngân. Thì Ngân làm sao đó dừng lại, đừng có mua nhà, mua cửa gì cho Hùng cả. Thì chính ông Vũ Tiên Nam là chú của Hùng đã bảo vệ Hùng. Thì trong câu chuyện này, đúng lúc đó bác sĩ Trần lại đang ở đây. Thì cái câu chuyện ông Vũ Tiến Nam nói Ngọc Bích thì không khác gì coi như tự nhiên lại coi như là vả vào mặt bác sĩ Trần. Các bạn hình dung ra không? Hôm trước thì coi như bác sĩ Trần vừa hứa với ông Vũ Tiến Nam sẽ có thể tiến hành giúp đỡ gia đình ông Vũ Tiến Nam đoàn tụ ở bên này, đúng ạ? Nhưng mà bây giờ coi như là ông Vũ Tiến Nam lại nói Ngọc Bích như vậy, có lẽ chính ông Vũ Tiến Nam cũng vô tình mà thôi, muốn bảo vệ cháu của mình, nhưng lại không nghĩ sâu đến cái chuyện giữa bác sĩ Trần và Ngọc Bích có một cái quan hệ nó sâu đậm với nhau. Có thể là ông Vũ Tiến Nam không biết chuyện đó. Cho nên là khi mà ông Vũ Tiến Nam nói rằng Ngọc Bích là cái người nọ người kia, coi như là phán xét hồ đồ, thì chính coi như là điều này đã khiến bác sĩ Trần không vui. Tất nhiên cái chuyện bác sĩ Trần có thể lấy cái chuyện này làm thù oán ông Vũ Tiến Nam hay không thì không biết, và điều này có thể là khiến cho một số quý khán giả sẽ thấy nó ngạc nhiên, bởi vì trong cái chuyện ngày hôm qua khi mà ông Vũ Tiến Nam đi mua nhà cùng bác sĩ Trần cho gia đình nhà Hùng thì bác sĩ Trần đã hứa hẹn như vậy, và rất nhiều người lo sợ rằng có thể như bác sĩ Trần đã sẽ mua chuộc ông Vũ Tiến Nam. Sau khi câu chuyện đó xảy ra thì Ngọc Bích thấy choáng váng, và bác sĩ Trần đã nói là tốt nhất là Ngọc Bích đi về, không cần can thiệp vào cái chuyện của Hùng với lại Tám Trang, bởi bác sĩ Trần nói rằng là hai người này vẫn là một cái đôi trẻ nó phù hợp với cái độ tuổi với nhau, và tình yêu của họ rất là đáng ca ngợi. Và đến tận bây giờ bác sĩ Trần vẫn ủng hộ cái cuộc tình của sinh viên Hùng với lại Tám Trang đó. Thì rõ ràng là bác sĩ Trần đang muốn đuổi Ngọc Bích khỏi đây, bởi vì cái chuyện mà Đoàn Dư đã vạch ra cái chuyện là camera cái gì gì ở trong nhà đó khiến cho bác sĩ Trần rất là hoảng sợ, cho nên là đã đuổi khéo Ngọc Bích về. Và khi Ngọc Bích vừa về khỏi xong thì bác sĩ Trần đã rủ Ngân để đi đến nhà Phạm Hoa. Lý do là bác sĩ Trần muốn cùng Ngân đến nhà Phạm Hoa để nói về cái câu chuyện, hỏi xem ý kiến của Phạm Hoa như thế nào khi mà bác sĩ Trần muốn giúp ông chú của Phạm Hoa, tức là ông Bích, đi sang bên này làm ăn. Mặc dù các bạn thấy không, ông Bích coi như là nói với Tuấn rằng là sang để ngăn cản bác sĩ Trần trong cái vấn đề là coi như là làm phiền hà với lại cháu của mình là Phạm Hoa, đúng ạ? Nhưng mà cuối cùng bác sĩ Trần vẫn cứ coi như tiến hành giúp ông Bích. Vậy thì con người của bác sĩ Trần thật sự là khó hiểu. Có nghĩa những kẻ thù của mình mà bác sĩ Trần rất nhiệt tình để giúp người ta. Đây là một vấn đề mà có lẽ ở trên đời này ít người có thể làm được. Thì đằng sau cái câu chuyện giúp người ta thì có cái mục đích gì trong đấy hay không thì chúng ta còn phải đợi chờ. Trước hết Tuyết sẽ xin chia sẻ cái câu chuyện này khi mà bác sĩ Trần đến nhà ông Vũ đến nhà Phạm Hoa để nói chuyện với Phạm Hoa trong câu chuyện về chú của Phạm Hoa muốn sang bên này, và ý của Phạm Hoa sẽ ra sao. Và bác sĩ Trần cũng biết rằng hôm nay là ngày chủ nhật thì kiểu gì cũng có mặt Tuấn ở đây. Vâng, Tuấn đã là người coi như nhận hai đứa con của Phạm Hoa làm con nuôi, trong đó có đứa con tức là thằng Nguyễn Huy là con trai của bác sĩ Trần, thì rõ ràng bác sĩ Trần phải có một lời cảm ơn đối với Tuấn, đúng ạ? Câu chuyện bây giờ nó đã xong xuôi rồi, có nghĩa là bác sĩ Trần muốn cũng không được nữa, pháp luật đã công nhận để Tuấn nhận làm con nuôi của hai đứa bé của Phạm Hoa, thì rõ ràng tự nhiên có một người đứng ra nuôi con của mình thì đương nhiên trên cái lẽ thường tình thì bác sĩ Trần là người cha thì phải cảm ơn Tuấn là điều đương nhiên, đúng không ạ? Và câu chuyện này diễn ra như thế nào thì mời quý khán thính giả và các bạn xem nghe tiếp ở phần sau của video. Bây giờ trước hết đi vào câu chuyện, Thuyết xin chia sẻ một lời bình luận của bạn Phạm Tuyên 7089 có nói về trong câu chuyện của ông Vũ Tiến Nam liên quan tới cả Phạm Hòa nữa. Ôi trời ơi, Thuyết ơi, Vũ Tiến Nam sẽ là tay sai mới của lão Trần đó, vì tất cả những người đang làm việc ác cho ông Trần đang bị cảnh sát cho một cuộc điều tra.
Nên vì thế đáng tự làm im cho xem cảnh sát sẽ điều tra ra được gì. Nên ông Trần phải kiếm ngay một người khác để nắm vững cho ông ta. Thế thì sau này mọi thông tin cá nhân và cuộc sống của Phạm Hoa và gia đình anh Tuấn cùng tất cả những người khác trong cuộc thì ông Nam sẽ phải báo cáo cho ông Trần biết và đều lầm hết thông tin, nắm hết thông tin trong lòng bàn tay của lão. Ôi thật là tội cho Phạm Hoa nếu như phải sống gần ông chú của quân đấy. Lòng tham và trục lợi, Vũ Tiến Nam sẽ thấy thế làm những công việc ác kế tiếp cho công việc còn đang dang dở của con mặt quỷ. Mong mọi người luôn đề phòng cảnh giác ông Vũ Tiến Nam mà đừng bao giờ tâm sự ok ra cho ông ấy nghe bất cứ chuyện gì, vì ông Nam sẽ bắn thông tin cho não Trần đó. Xin mọi người luôn đề cao cảnh giác nhé. Chính ông ta đã ngủ với rất nhiều người phụ nữ và vợ lớn nhỏ tào hoa. Mấy bà đó đã mang bệnh, mắc bệnh thì chính ông Trần đã lây lan sang cho Ngân. Vậy mà Ngân cũng không nhìn ra điều đó mà vẫn cứ bênh vực và mê mẩn não Trần thì thật là bó tay với Ngân. Xin cảm ơn nhiều. Vâng, xin cảm ơn bạn Phạm Tuyên. Bạn Phạm Tuyên thì viết cũng không có dấu giống như bạn Mai Nguyễn, nhưng mà khi thuyết đọc lời bình luận của bạn Mai Nguyễn thì rất là trôi chảy, nhưng ngược lại khi đọc của bạn Phạm Tuyên cũng không có dấu thì không thể trôi chảy. Lý do là câu chữ của bạn bị mất nét chính tả với lại chấm phẩy nó không đúng, thành ra là đọc nó không được. Tại sao trong cái chuyện mà chỉ có tải phần mềm về nó chỉ mất độ khoảng nửa giây nửa phút thôi để coi như viết có dấu, mà tại sao các bạn không làm nhỉ, là thế nào nhỉ? Chỉ nhờ con nhờ cháu một cái tải phần mềm nó về cái là rất là ok thì viết sẽ có dấu, và khi mà đọc thì ý của các bạn sẽ không bao giờ bị sai lệch được. Cho nên là khi viết không có dấu mà không dấm dấu câu dấu chấm nó đúng thì coi như là sai hết cả cái ý nghĩa của cái câu chữ đi. Vâng, bạn Phạm Tuyên đã lo ngại trong vấn đề là ông chú của sinh viên Hùng là ông Vũ Thiên Nam sẽ liên kết cùng Ngọc Bích là tiếp tay cho bác sĩ Trần làm điều ác. Nhưng các bạn biết đó, ngay vào buổi sáng hôm nay thì ông Vũ Thiên Nam đã bảo vệ cháu ruột của mình là sinh viên Hùng, và khi đó là đã có cái khúc mắc cùng Ngọc Bích. Tuy nhiên theo thuyết hiểu thì ông Vũ Thiên Nam có thể chưa nhìn ra trong câu chuyện của cái sự quan hệ mật thiết giữa bác sĩ Trần và Ngọc Bích, đúng không ạ? Nếu bây giờ ông Vũ Tiến Nam mà nhìn ra cái vấn đề đó, bởi vì các bạn biết rồi này này, ông Vũ Tiến Nam thì hàng ngày đi làm, ông ấy đi làm nhá, mà làm trong cái ngành xây dựng á, đôi khi là đến 10 giờ đêm mới về các bạn ạ. Chứ là khi đến 10 giờ đêm về các bạn tắm giặt cơm nước mọi thứ xong thì đã mệt rồi, lăn đùng ra ngủ rồi, còn theo dõi gì cái chuyện YouTube nữa, đúng không ạ? Rất ít khi cho nên ở đây là khả năng ông ấy không hiểu được cái quan hệ giữa bác sĩ Trần và Ngọc Bích, cho nên là ông ấy đã coi như là ông ấy đã phản đối Ngọc Bích. Thì trong cái chuyện này có thể là theo thuyết nghĩ đây là cái vấn đề chính ông Vũ Thiên Nam không hiểu. Còn trong cái chuyện nghi ngờ của bạn Phạm Tuyên tất nhiên là có cơ sở, nhưng chúng ta cũng chưa khẳng định được. Trước đây các bạn biết không, khi mà ông Vũ Thiên Nam chưa sang được bên Canada lúc ở Việt Nam, các bạn hầu như quý khán thính giả đều có nói với Tuyết là không được đọc thư của ông Vũ Thiên Nam nữa, bởi vì ông ấy đã xúc phạm, ông ấy đưa ra những câu nói rằng là Tuyết không được phép thế nọ thế kia, tại sao lại không chia sẻ những lá thư của ông ấy, và ông ấy coi như là mắng chửi coi như quý khán thính giả rất nhiều. Nhưng mà đến khi từ ngày sang đến đây thì ông ấy lại vắng bóng và không tham gia chuyện gì cả, đúng như lời hứa của ông ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng hiểu rằng là con người của ông Vũ Tiến Nam không phải là như vậy. Bởi vì trước đó chính những cái lời nói đó, những lá thư đó hầu như là ông ấy viết làm theo ý của bà Dung. Đấy. Cho nên là chúng ta hiểu rằng là ông Vũ Tiến Nam cũng không phải là đến người đến mức độ xấu đến mức độ như vậy. Tuy nhiên trước một cái đồng tiền và một cái câu chuyện rất là cám dỗ thì chúng ta không thể là lường trước được, đúng ạ? Bây giờ bác sĩ Trần lại hứa cho coi như đưa cả vợ cả con sang bên này thì có mà bốn đứa con, thì các bạn biết rằng là nó là một sự cám dỗ rất là lớn, đúng không ạ? Bởi vì mất rất rất nhiều tiền của. Đưa 5 người sang bên này mà nếu mà lo cho họ thì tiền không biết là mất bao tiền, một vài tỷ là chắc chắn là như vậy. Đấy, chắc chắn là mất một vài tỷ, mà nếu mà người ta lo được cho vậy thì ông Vũ Tiên Nam chắc chắn có thể sẽ ở đây không dám dùng từ chắc chắn, nhưng sẽ có thể làm theo lời của bác sĩ Trần. Lúc đó không biết thế nào mà lần trong lòng dạ của con người, đúng không ạ? Và theo một thông tin thuyết biết nữa, ông Vũ Tiến Nam có cầu xin bác sĩ Trần một điều như này
Nếu mà nó khó khăn quá thì cái việc đầu tiên ông ấy làm sao đưa đứa con lớn của ông Vũ Tiến Nam sang đây, là hiện tại đứa con lớn của ông Vũ Tiến Nam hiện tại là 19 tuổi rồi các bạn ạ. Đấy, nó học xong rồi và bây giờ là nó không thi đại học được và nó đang ở nhà, mà có thi được cũng không có tiền để mà lo đủ cho cả bốn đứa đấy. Cho nên là ý của ông Vũ Tiến Nam là muốn sang đây và đi làm cùng với ông trong ngành xây dựng và ông truyền nghề cho nó. Thì cái nghề xây dựng này rất nhanh giàu các bạn ạ. Một khi mà biết tiếng Anh và giỏi nghề, biết tiếng Anh giỏi á và người ta làm giỏi thì coi như là người ta rất nhanh giàu. Thuyết đã nhìn thấy có một vài trường hợp thực tế luôn. Có những người cũng từ bên Thái Lan đi sang bên đây với Thuyết cũng theo nghề này, người ta chỉ một vài năm người ta mua được nhà thôi. Đấy. Trên là rất là ok trong cái nghề này. Bởi vậy là ông Vũ Tiến Nam rất là mong muốn làm sao bác sĩ Trần để giúp ông ấy đưa con cái đi sang bên này. Nếu mà điều đó xảy ra thì chắc chắn là ông Vũ Tiến Nam sẽ phải nghe lời bác sĩ Trần rồi. Thì cái điều nghi ngờ của bạn Phạm Tuyên nó cũng không phải là cái điều không có cơ sở. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết bây giờ Thuyết sẽ đi vào câu chuyện chính ngày hôm nay. Trước khi mà rời nhỏ Ngân đi á, bác sĩ Trần đã rất cẩn thận, bởi vì trước đó các bạn đã biết Võ Ái Khanh đã từng tuyên bố với bác sĩ Trần, nếu bác sĩ Trần cố tình đến chỗ nhà Phạm Hoa thì ngay lập tức coi như là sẽ bị coi như là báo 911, tức là báo cảnh sát để can thiệp. Bởi vì bác sĩ Trần đến đây nói những cái lời nói mà có thể là khiến cho Phạm Hoa coi như là bị điên loạn đầu óc và có thể bị mắc lại cái căn bệnh trầm cảm. Trên là bác sĩ Trần mà đến đây á, không được phép của mọi người, là bác mà cố tình đến sẽ bị báo cảnh sát ngay lập tức. Đây là lời tuyên bố của Võ Ái Khanh từ lâu rồi. Trên là đến hôm nay bác sĩ Trần cũng rất cẩn thận. Bây giờ biết mình là yếu thế rồi, một mặt thì Tuấn đã nhận hai đứa bé làm con nuôi rồi, mà bác sĩ Trần thì chưa đi thử máu với bé Nguyễn Huy được, cho nên là không thể rằng là nói bé Nguyễn Huy là con của bác sĩ Trần, đúng ạ. Cho nên là chuyện này bác sĩ Trần bị nâm vào cái thế yếu, tức là bị dưới cơ rồi. Cho nên là trước khi từ nhà Ngân mà đi thì rủ Ngân đi thì các bạn biết là Ngân lại không đi. Ngân bây giờ có vẻ như đang suy nghĩ trong cái câu chuyện mà theo dõi ngày hôm qua Thuyết biết là Nguyệt đã chia sẻ mấy lá thư và đọc mấy lời bình luận của một vài quý khán thính giả liên quan tới câu chuyện của Ngân, đóng góp cho Ngân. Theo Thuyết biết đó, Thuyết chuyển cho Ngân lá thư, những lá thư đó nhưng mà Ngân không đọc được, nhưng Nguyệt thì đã đọc, bởi vì Thuyết đã căn dặn Nguyệt rất kỹ, nếu Ngân coi như là có cái thời gian rảnh một cái tâm trạng nó hơi vui vui một tí thì coi như là đọc những cái điều đó cho Ngân nghe. Bởi vì khi mà Ngân nghe những người ngoài người ta đóng góp thì Ngân sẽ thấm hơn những người trong cuộc. Các bạn biết đó, cũng như khi các bạn sinh ra con cái thôi, các bạn đôi khi nói góp ý với con nó không nghe đâu. Nhưng nếu mà ra ngoài bạn bè nó nói góp ý thì nó lại nghe. Đó là như vậy. Thì có rất nhiều người có thể là đang chờ những cái phản ứng của Ngân. Thì Thuyết muốn nói với các bạn rằng Ngân cũng bị tác động từ cái bà Tào Hoa, cô gái Tào Hoa ở bên Trung Quốc thế loại thế kia. Nhưng mà vấn đề mà Ngân muốn nhận con bé Quang làm con trở về nhà mình vẫn là vấn đề cấp bách đối với Ngân. Trong khi đó thì anh Vinh thì lại tuyên bố quá cứng rắn rằng là nếu mà Ngân quyết định lấy đoàn dư thì anh ấy mới cho Ngân làm thủ tục để nhận làm con nuôi, đúng không ạ? Nó có cả tức là như là cái điều kiện Hà Nội. Cho nên là trong chuyện này là Ngân vẫn còn phải đang lưỡng lự, mà bản thân Thuyết thì cũng khuyên Ngân là hãy nên chín chắn, có nghĩa là hãy tìm hiểu đoàn dư một thời gian chứ không cần phải quá vội vã làm gì cả, đúng ạ. Một khi cái duyên cái số nó đến với nhau thì coi như nó sẽ tự đến thôi, có trời cản cũng không được. Cho nên là Ngân vẫn chưa đưa ra một cái quyết định dứt khoát. Thì hôm nay bác sĩ Trần muốn rủ Ngân tới nhưng mà Ngân không tới. Bởi vì Ngân đang muốn cùng anh Đoàn Dư làm sao mà đi đến chỗ nhà bé Quang. Hôm nay các bạn biết rằng là ngày chủ nhật thì có cả bố nó ở nhà, đúng không ạ? Đây là một vấn đề mà ai cũng biết. Thì lúc đó là bác sĩ Trần đi đến nhà của anh Phạm Hoa, nhưng mà bác sĩ Trần rất là đề phòng, cho nên là đã gọi điện cho Võ Ái Khanh trước. Ở đây là Võ Ái Khanh đã hỏi là bây giờ cái chuyện Phạm Hoa không nhất trí cho ông đến để coi như là muốn đi thử máu với bé Nguyễn Huy rồi thì hãy quên nó đi. Tức là cái chuyện đó tốt nhất là ông nên quên đi, bởi vì ông thiếu gì con đâu. Thì trong chuyện này người ta không muốn rồi thì mình không nên cố ép. Còn thì ông đã coi kể cả bây giờ ông bé Huy thật sự là con hay là không phải là con của ông thì ông cứ yêu thương nó là đủ rồi. Đấy. Có rất người nhiều người coi như là cũng như bây giờ, ví dụ ông lấy được Ngân mà ông yêu thương bé Nhẫn thì sau này nó sẽ đối xử tốt với ông. Còn nếu bé Nhẫn ví dụ là con ruột của ông mà ông đối xử không tốt với nó thì sau này nó cũng chẳng tốt gì với ông cả. Rồi quan điểm của Võ Ái Khanh là như vậy. Trên Võ Ái Khanh nói rằng đừng cố gắng
đừng cưỡng ép Phạm Hoa làm gì trong vấn đề là cố tình đi thử thử máu với Nguyễn Huy đấy, kể cả thử chính xác rồi mà coi như là sống không tốt với nó thì sau này lớn lên nó vẫn coi mình chẳng ra cái gì hết. Đây là quan điểm của Võ Ái Khanh. Thì Võ Ái Khanh muốn nói rằng là bây giờ hôm nay ông muốn đến đó để mục đích làm cái gì, thì ở đây là coi như bác sĩ Trần đã nói là đến là biết hôm nay Tuấn sẽ ở đó, và thứ nhất nói lời cảm ơn Tuấn bởi vì Tuấn đã nhận con trai của ông Trần làm con nuôi. Đấy, thì Tuấn phải có một lời cảm ơn, đấy là điều đầu tiên, và cũng cảm ơn luôn cả Phạm Hoa bởi vì là Phạm Hoa sẽ coi như là phải nuôi con cái. Và có một vấn đề mà hơi nhạy cảm một chút, có nghĩa là bác sĩ Trần nói thẳng với Võ Ái Khanh như thế này: đã nhiều lần bác sĩ Trần nói với Phạm Hoa và với cả bà Lý Hương, Trần Trân là muốn giúp đỡ hai gia đình này tiền, kể cả hàng tháng hoặc là một cục luôn cũng được. Nhưng mà bà Lý Hương và Phạm Hoa không bao giờ nhận, tức là từ chối. Thì ở đây tức là bác sĩ Trần muốn tâm sự cùng Võ Ái Khanh là có thể Võ Ái Khanh đứng ra nhận cái số tiền đó. Đấy. Thì theo thuyết nghĩ mà nhận ok quá đi, đúng ạ. Bởi vì bác sĩ Trần có cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, không có cần phải úp mở gì cả. Bởi vì người ta đẻ ra con thì người ta phải có trách nhiệm với con, tối thiểu phải đến năm 18 tuổi, đúng ạ. Cho nên là cái chuyện này là chuyện đương nhiên rồi. Không phải như ở Việt Nam đâu. Việt Nam nuôi một đứa con hết ít tiền lắm các bạn, nhưng ở bên này tốn nhiều tiền kinh khủng. Đấy. Nói thật với các bạn là nếu mà chi tiêu không cẩn thận, coi như là nuôi hai đứa con không nổi đâu. Vấn đề thứ hai, bác sĩ Trần có nhắc tới người chú của Phạm Hoa, đó chính là ông Bích. Thì ở đây coi như bác sĩ Trần nói với Võ Ái Khanh là chú của Bích, ông Bích là chú của Phạm Hoa muốn sang, thì coi như là bác sĩ Trần muốn trực tiếp nói chuyện với Phạm Hoa, bởi vì Phạm Hoa đã chặn số điện thoại, không cắt đứt liên lạc với bên phía gia đình nhà chồng, tức là ông Bích trước kia có những điều không tốt với Phạm Hoa, cho nên là đã cắt liên lạc từ ngày ấy. Cho nên là chính ông Bích thì lại lấy được cái số điện thoại của bác sĩ Trần với của Tuấn là để liên lạc thôi, còn Phạm Hoa là ông ấy chưa gặp được. Cho nên ở đây bác sĩ Trần muốn thông qua rằng là nếu mà để đồng ý thì Phạm Hoa không cần phải gì cả, mà tự bác sĩ Trần sẽ đưa ông Bích sang đây bằng theo cách du lịch, và lúc đấy là bỏ ông ấy trôi nổi. Tức là sao? Đưa sang đây làm theo cái cách như đi du lịch. Ông có thể ở đây làm việc 6 tháng, ông gia hạn thêm độ khoảng 3 tháng, 6 tháng gì đó, sau đó ông trở về. Sau sang năm lại đi, tức là muốn đi kiếm tiền thì đi theo cách đó. Đây là ý của bác sĩ Trần, tức là giúp ông ấy theo kiểu như ở Việt Nam là vài trăm triệu để làm sao có visa đi du lịch để sang đây đi làm. Trong cái chuyện đi làm thì bác sĩ Trần cũng nói rằng không hứa một cái gì hết, chỉ giúp đi sang đây thôi. Còn sang đây là ông Bích là tự phải đi xin việc làm. Mà trong khi đó thì các bạn biết đó, một người không biết tiếng Anh như ông Bích mà năm nay thì theo như thuyết biết thì ông này có khả năng là trên dưới 50 tuổi. Tất nhiên cái tuổi thì chưa quá già, tức là vẫn đi làm rất là ok, giống như ông Linh 45, 46 tuổi đúng không ạ? Là làm ok nhưng phải biết một ít tiếng Anh mới được, mới xin được việc. Chứ còn không biết tiếng Anh rất là khó xin việc. Mà khó xin việc thì coi như là lại trở thành ăn bám đúng không ạ? Lúc ấy lại còn khổ cháu mình. Mà lúc đó thì ở đây là ý của bác sĩ Trần nói rằng là ông Bích muốn sang để làm đám cưới cho Tuấn và Phạm Hoa, thì bác sĩ Trần cũng ok, có nghĩa là đại diện cho phía bên bên phía nhà Phạm Hoa đó. Đấy. Còn bác sĩ Trần là rất là ủng hộ trong cái cuộc tình giữa Phạm Hoa và Tuấn. Đấy. Bác sĩ Trần hôm nay lại coi như nói những lời như thế, rất là khó hiểu, đúng không ạ? Bởi vì trước kia mà chưa có Ngọc Bích xuất hiện thì bác sĩ Trần không biết dùng từ gì nữa. Đêm đêm là Phạm Hoa mới sảy thai xong nhưng mà cứ ở đó và cứ nói là ngủ với thằng bé Huy, nhưng thực chất ra là bác sĩ Trần là coi như là không biết nói như nào nhỉ. Ngân cũng sinh đẻ được mấy ngày cũng thế, mà Phạm Hoa thì cũng vậy. Đấy, không biết là Ngọc Bích mới bị sảy thai mấy ngày thì bác sĩ Trần cũng cũng như vậy, bởi vì có ngủ nhà Ngân từ hôm ở Thác Nước đi ra về đâu. Hình như là bác sĩ Trần, cái gu của bác sĩ Trần là thích thích cái kiểu vậy hay sao ạ? Tức là đàn bà phụ nữ mà mới sảy thai xong thì bác sĩ Trần là thích cái kiểu đấy. Đôi khi có những người mà người ta gọi là cái gì nhỉ? Vâng, Tuyết nhớ không nhớ tên bạn nào, nhưng một bạn nào đó trước đây cách đây 1 2 tháng gì đó đã nói rằng là bác sĩ Trần là một kẻ biến thái. Những cái kẻ biến thái thì họ có những cái tính cách khác người đúng không ạ? Đó. À, ví dụ như là bạn Vũ Bang, bạn nói rằng là con gái của bạn ấy sinh đẻ xong thì 6 tháng sau mới cho chồng được ngủ.
6 tháng thì lâu quá, không biết là như thế nào, mà bạn nói này mới sinh đẻ xong mà 1-2 tháng mà làm cái chuyện đó thì nó rất là kinh khủng. À, tuy nhiên bác sĩ Trần chỉ thích coi như là những gái mới bị sảy thai, mới đẻ chỉ được mấy ngày là bác sĩ Trần húp luôn rồi, bác sĩ thích kiểu thế. Và theo cái cách nhìn của một số bạn nào đó thì nói rằng cái tính cách đó của bác sĩ Trần chính là biến thái. Vâng thưa các bạn, hôm nay bác sĩ Trần đến gặp, khi mà nói chuyện Võ Ái Khanh, Võ Ái Khanh đã đồng ý để bác sĩ Trần đến nhà Phạm Hoa. Thì trước đó là trước khi đồng ý thì Võ Ái Khanh đã nói bác sĩ Trần để tôi nói chuyện với Phạm Hoa đã, làm tư tưởng. Và đến khi coi như Võ Ái Khanh nói Phạm Hoa thì Phạm Hoa rất là ok. Cô gái này từ trước đến nay rất sợ bác sĩ Trần nhưng bây giờ đã hiểu được vấn đề rồi. Và khi uống thuốc của Đông y trong thời gian qua thì đã trở lại bình thường. Và có vẻ như Phạm Hoa đang rất mạnh mẽ, vượt lên được số phận rồi, đã biết được là con đường đi phía trước mặt là phải đối chọi với nhiều cái thực tế, là phải đối chọi với những cái chuyện ví dụ như là với bác sĩ Trần, không có gì phải lăn tăn trong chuyện đó, mà quyết tâm để chứng minh bản thân mình là phải tự mình vượt lên thôi. Cho nên là Phạm Hoa đã chấp nhận để cho gặp mặt bác sĩ Trần. Thì khi hai người gặp nhau, thứ nhất là bác sĩ Trần như các bạn biết ấy, một người rất khôn khéo, thì ở đây là đến đã gặp Tuấn. Ban đầu thì Tuấn coi như là cũng rất là ghét bác sĩ Trần, nhưng trong câu chuyện này thì coi như bác sĩ Trần đã cảm ơn Tuấn, thì Tuấn cũng rất là ok. Các bạn biết rằng là ai nóng tính đến đâu như Tuấn chẳng hạn, mà người ta nói rồi, ôi ở trong câu chuyện anh giúp đỡ nuôi cho con của tôi rất biết ơn anh và xin cảm ơn anh rất nhiều, thì ai chả thích đúng không ạ? Vấn đề thứ hai là bác sĩ Trần đã nói với Tuấn rằng tôi ủng hộ cái cuộc tình của anh đến với Phạm Hoa. Nếu anh yêu Phạm Hoa thật lòng và yêu thương mấy mẹ con nó, che chở cho nó đến hết cả cuộc đời thì tôi xin bái phục và tôi sẽ làm bất cứ cái điều gì liên quan tới tất cả mẹ con nó khi anh coi như đề cập với tôi. Có nghĩa tôi có thể giúp hết khả năng trong cái câu chuyện này. Thì các bạn thấy xem bác sĩ Trần lấy lòng người ta như vậy. Tuấn dù có ghét bác sĩ Trần đến đâu thì cũng phải ok hết. Và Tuấn đã nở những nụ cười rất là mãn nguyện. Một người tự nhiên bây giờ đứng ra ủng hộ mình để lấy cho mình lấy vợ đúng không ạ? Làm sao mà chả vui vẻ? Đấy, thì bác sĩ Trần đã cảm ơn và nói chuyện với Tuấn như vậy. Cho đến khi mà gặp Phạm Hoa thì coi như bác sĩ Trần đã đưa ra vấn đề là ồ đó, ok, nếu hai người làm đám cưới bác sĩ Trần đứng ra tổ chức luôn. Và trong câu chuyện này thì có đồng ý để đưa cái ông Bích sang đây không? Đấy, thì ở đây Phạm Hoa nói rằng cái chuyện này cứ từ từ, tức là Phạm Hoa chưa đưa ra một cái quyết định. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Phạm Hoa nghe tin á, bên phía gia đình nhà chồng á, bị coi như là bị sạt lở đất các bạn, mất hết nhà cửa, sạt lở đất ở các bạn biết ở Hà Giang, coi như mất hết nhà cửa thì Phạm Hoa rất là thương tâm. Đấy, ông bà Hoàng Thị Yến mới giúp đỡ một ít thôi, thì bây giờ coi như là nghe tin như vậy thì các bạn nghĩ xem, gia đình nhà chồng cũ mà trong khi đấy bản thân mình có con với người ta đúng không ạ, cháu nội của người ta thì đương nhiên không thể là từ chối một cách phũ phàng được. Cho nên là Phạm Hoa đã nói là cái điều này cứ để từ từ hãy suy xét. Vấn đề ở đây là rõ ràng Phạm Hoa cũng ngại, tự nhiên bác sĩ Trần đứng ra mấy bỏ ra mấy trăm triệu để đưa ông Bích sang đây đúng không ạ, rồi cái thứ hai là để xem ý của Tuấn như nào, mà trong khi đó thì nghĩ lại câu chuyện cũ thì Phạm Hoa thấy rằng chính chú của Quân ấy, ngày xưa đấy là coi như là phản đối bác sĩ Trần đấy, mà tất cả lúc đó thì ủng hộ bác sĩ Trần lại coi như ghét ông Bích đúng không ạ, thì bây giờ rõ ràng là lỗi của mọi người rồi, rõ ràng là ông Bích trước kia nghi ngờ cháu của mình bị chết oan mà bây giờ hầu như mọi người đều nghĩ là cái chết của Quân đều là chết oan đúng không ạ, thì rõ ràng bây giờ mọi người phải quý ông Bích rồi đó. Trước đây mọi người đều coi chửi bới ông ấy. Tất nhiên là trong chuyện đó thì ông ấy sống hơi bị thực tế, tức là vì tiền, đúng ạ. Ông ấy muốn gặp vợ chồng mà mua cái nhẫn ở cửa hàng vàng bạc làm hoa sẩy thai cũng vậy, cũng muốn kiếm tiền từ vợ chồng đấy. Rồi thì cái số tiền của bác Di Trần cho gia đình của cha mẹ Phạm Hoa, cha mẹ của Quân, thì ông ấy cũng kiếm 10.000 đô ở trong cái số tiền đó, đúng ạ. Tức là ông ấy có sống thực tế. Nhưng mà cái chuyện đó thì chúng ta cũng nghĩ hầu như là ông ấy cái phần tốt vẫn nhiều hơn. Tức là rõ ràng lúc đó ông ấy một mình một ý nói rằng là bác sĩ Trần, ông ấy và ông David trên ngày đó thuyết nhớ rằng là chính ông ấy và ông David trên là nói bác sĩ Trần là cái kẻ đứng đằng sau, có thể là hại chết Quân, nhưng mọi người có ai tin đâu. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại thì chúng ta thấy rằng có thể là ông ấy đã nghĩ đúng. Thế thì ở đây Phạm Hoa thấy rằng người chú của chồng của mình cũng có những cái đáng thương. Thứ nhất ngày xưa là đã đổ oan cho ông ấy. Thứ hai là bây giờ hoàn cảnh gia đình nhà ông ấy khó khăn quá, tức là bị sạt lở đất, sập hết nhà cửa rồi không còn cái gì nữa.
ấy, các bạn hình dung ra xem, thì bây giờ lấy cái gì để sống? Thì ông ấy muốn sang bên này để đi kiếm một ít tiền về nuôi gia đình. Thì trong câu chuyện này thì Phạm Hoa không dám phũ phàng trả lời rằng là không được phép cho sang. Nếu bình thường cái hoàn cảnh của người ta đang bình thường, nó không gặp bị lũ lụt sạt lở đất, thì chắc là Phạm Hoa cũng từ chối. Nhưng vì cái chuyện này cho nên là Phạm Hoa đã nói rằng hãy từ từ. Ý của Phạm Hoa muốn thông qua Tuấn như thế nào đó để bàn với Tuấn. Bởi vì chính ông chú của Tuấn, ông chú của Phạm Hoa là ông Bích cũng gọi điện cho Tuấn nhờ Tuấn. Đấy. Bởi vì coi như biết bây giờ biết là Tuấn là coi như nhận cháu ruột của mình làm con nuôi rồi, và cái thứ hai là tương lai nó sẽ là cháu rể rồi. Cho nên là ông Bích rất là khôn. Nhưng mà có điều là khôn quá đúng không ạ, bắt cá hai tay, nhờ cả Tuấn nói rằng sang để trông coi bác sĩ Trần, để không để cho ông bác sĩ Trần làm phiền hà tới gây áp lực đối với cháu của mình là Phạm Hoa. Tuy nhiên cuối cùng lại đi nhờ cả ông bác sĩ Trần đó. Người đời người ta như vậy đấy các bạn, chẳng biết lòng dạ người ta như thế nào hết. Sông sâu còn có kẻ giò, lào ai đáy thước mà đo lòng người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video thứ hai trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo.